Đau ở đâu vậy chị? Đau. Đau ở chân chị? Đây. Chân này không? Không đau. Không đau. No đau. No đau. Đau ở đâu vậy? Đau. Đau ở đâu vậy? À, sorry. Ok. Cái này thì vận động viên chán nhiều, đúng rồi, và nó kéo cơ, chứ không có cái gì đấy hả? Vâng. Đây, đây, kéo như à. Em hỏi bác cái chiều nay có ra sân đánh không? Vâng, bác đang nghỉ lắm. Ừ. Chờ sử dụng chứ được đâu nào thế? Chưa sẵn gì. Hả? Hôm tôi cũng chứ kêu rồi mà. Nhưng mà đã hôi nè. Tôi mới nghĩ là hình khác hơn. Thế là do có chuyện là vấn đề phương biến phải là hai căn không chứ chưa bị số quý nữa phải là một căn bóng vàng của những nít thì đủ đô em có được một bộ số học sinh của hai gia sĩ để chọn học sinh học sinh em dịch cho anh là nếu anh không ra sân là chiều anh ốm hai cái đấy là kiểu sự bất tử được cái này là bao nhiêu kỹ năng điều rồi do rồi điều kỹ sư mới đi đó không phải sự bất tử được cái này đó không phải sự bất tử được cái này スポーツはしない方がいい。もちろん。でも今日スポーツしたら汗かくからこれ全部剥がれるよ。ないでないでない。はい、旅行が。もったいないでしょ。みんな残念はもうほどだよ。なぜバンバッチャイ。剥がれたら剥がれたでいいからね、振り向いてね、このここもあのシャミツとくやんね、あとで。今の番号に3人目は。はい、はい、はい。có thoải mái hơn nhưng mà cái đau ở trong thì. もちろん楽しましたけど、不快もなかったからいいです。anh bảo tất, à, bảo tất nhiên là sẽ đau đớn.こう音がしようで一瞬こう動かしてくださいねって私機械聞けるから今バカラムであんたやってるのあとこれで動かせたら痛みどんどんなくなります。えっと、痛いね。えっと、痛いね。いや、この今日はスポーツはしないから。ちょ、待って、どのぐらい休憩ですか？ああ、そうだね。1週間。1週間ぐらい。いいことあるね。